Bây giờ là 4 giờ 30 rồi. Hôm nay tôi sẽ xuất phát đi đến thị xã Kiến Tường. Thị xã Kiến Tường tức là Mộc Hóa đấy, tỉnh Long An. Lý do là tôi muốn đi thử qua cam bằng cái cửa khẩu Bình Hiệp, xem là có đi được không, để sắp tới là rủ mấy bạn nữa đi phượt sang Campuchia chơi. Đầu tháng 3 thì tôi đi cửa khẩu Mộc Bài để định dắt em Winner này sang Campuchia đi phượt một chuyến Campuchia rồi Lào. Thế nhưng mà đi qua Mộc Bài là không đi được. Người ta đang có chiến dịch là chấn chỉnh các phương tiện vận tải qua lại biên giới ở địa bàn Tây Ninh nói chung và Mộc Bài nói riêng. Do đó là không thể đi được, phải quay về. Thế thì vừa rồi là gặp mấy bạn ở trên Facebook ấy, thì các bạn lại đi được. Thì hỏi thì các bạn bảo đi qua Campuchia bằng các cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh ấy, thì là không đi được. Phải đi thứ nhất là lên Bình Phước để đi cửa khẩu Hoa Lư, hoặc là Long An là đi cửa khẩu Bình Hiệp. Thế điểm này tôi thử đi Bình Hiệp xem thế nào. Rồi, tạm biệt Sài Gòn. Trời rạng sáng rồi. Và đây là đất của huyện Bến Lức, tỉnh Long An rồi đấy. Và từ đây đến cửa khẩu là còn 70 cây nữa. Trời sáng rồi. Đây là quốc lộ N2. Trong thời gian vừa qua là tôi đi hơi nhiều đấy. Đường thì cũng không đông đúc lắm, nhưng mà mặt đường là còn kém lắm. Đấy, rất là sốc. Chảy nhựa cũng không được tốt lắm. Hôm nay xe đi lên Sài Gòn rất nhiều, chắc là hết lễ rồi, qua lễ người ta lên đi làm rồi. Người đi xuống thì ít, nhưng mà đi lên Sài Gòn là hơi nhiều đấy. Nếu hôm nay mà đi quốc lộ 1 ấy, là khả năng hôm nay là rất là đông và kẹt. Đấy, xe chạy lên Sài Gòn rất là nhiều, bà con lên đi làm đấy. Quá trời xe lên Sài Gòn đấy. Bà con trở lại ngày thường, lễ lạt mệt quá. Nay mới chứng kiến dòng người hối hả trở lại Sài Gòn. Về Sài Gòn làm việc đi nhá, để cánh nghỉ hưu chúng tôi đi chơi thôi. Các bạn về Sài Gòn làm việc đi. Quá trời xe lên. Quá trời xe lên Sài Gòn nhá. Mới 5 giờ 40 phút thôi mà có nắng rồi. Đúng là tháng 5 chưa nằm đã sáng. Bây giờ mới có 5 giờ 40 phút thôi mà đã có nắng rồi. Không thể vượt được vì dòng người đi lên Sài Gòn quá đông luôn rồi. Không thể vượt cái xe này được. Trời ơi, bà con đi đông, xe máy đông quá trời à. Thua. Đường nhỏ quá, vượt bên phải thì cũng không được. Vượt bên trái thì càng không được vì quá nhiều xe máy. Trời ơi là trời. Tranh thủ. Google dắt vào con đường lạ quá nhỉ, nhỏ. Cách thị trấn Thạnh Hóa 3 km là rẽ vào con đường này.
đây biển báo gì đây? Xã Thuận Nghĩa Hòa, à, Mộc Hóa 20 km lại rẽ phải tiếp. Chắc đi tắt thôi. Vì bản đồ mình để là chạy xe máy mà nó dắt vào những cái đường nhỏ. Đây, bây giờ rẽ vào đường chính như này. Đường này cũng vẫn là đường nhỏ thôi. Còn 20 km nữa là tới Mộc Hóa rồi. Mộc Hóa là kiến tường luôn đấy. Và chạy lên cửa khẩu thì không biết còn bao nhiêu km nữa nhỉ. Bên trái có một cái nhà thờ quá lớn nhỉ, ngay giữa đồng bằng. Nhà thờ gì đấy? Giáo xứ Sông Xoài. Như vậy đây là DT87. Đấy, và là km 38. Thanh Phước 7 km nữa. Cầu cả cỏ. Google cho mình đi con đường này là khá nhỏ nhưng mà tốt đấy. Đường lạ lạ đi nó nhiều hứng hơn. DT87 khúc này là quá đẹp rồi. Cà phê tí đã, nghỉ tí. Anh ly cà phê đã. Nắng quá nhỉ. Ngồi ngoài này được không? Thế gửi tiền em ơi. Có 12.000 nè. Cảm ơn em. Rồi, cà phê xong rồi. Đây là xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Biển báo gì đây? Mộc Hóa đi thẳng 10 km nữa thôi. Ok, rẽ phải là đi Đức Huệ. Tới Mộc Hóa là ăn sáng để chuẩn bị qua cửa khẩu. Bây giờ là 6:40. Đi được 2 tiếng rồi đấy. Và được 76 km rồi. Tốc độ như thế là cũng hợp lý.
Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phước. À, đây là quốc lộ 62 à? Đấy rồi, huyện Mộc Hóa, kính chào quý khách. Ok, xin chào Mộc Hóa. Hy vọng là sẽ qua cửa khẩu một cách thuận lợi. Làm tô phở Mộc Hóa xong rồi, bây giờ là tiếp tục hành quân về cửa khẩu Bình Hiệp. Còn khoảng hơn 20 cây nữa, 22 cây nữa. Rồi, tiếp tục hành quân. Đây là khu vực biên giới rồi đấy. Còn khoảng 2 cây nữa là tới cửa khẩu thôi. Gần tới cửa khẩu qua khác, đường đôi lớn. Đấy, thấp thoáng cửa khẩu cái rồi kia kìa. Cổng chào to lắm. Trước mặt đã là cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp rồi đấy. Bây giờ thì không biết có qua được hay không. Nhưng mà trước hết là phải cất thiết bị quay phim nữa. Để tránh là các đồng chí thấy, các đồng chí lại gây khó khăn. Như vậy là không đi được rồi, mặc dù hết lời rồi, kể cả có phải chi phí bồi dưỡng gì thì anh em lo, nhưng mà cũng không được. Hai đồng chí hải quan rất là dứt khoát, các đồng chí biên phòng thì đổ cho hải quan, nói chung là không đi được. Rồi lại đi chơi quanh quanh đâu đây rồi đi về vậy. Đi vòng vòng đây tí xem có mối nào cò kiếc gì không. Rồi, ra đây uống cà phê, uống nước, giải khát cái rồi tính tiếp đi đâu. Chán quá. Lại thất bại các bạn ạ. Cũng ngày này, tháng 3, đi cửa khẩu Mộc Bài cũng không thể đi được. Muốn thì là người đi sang còn xe ở lại. Thế là đành phải về cất xe rồi đi xe bus sang Đông Quênh chơi. Còn hôm nay đi xuống cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp của tỉnh Long An. Thì cũng năn nỉ muốn đứt lưỡi luôn. Các đồng chí biên phòng thì chỉ cho người đi qua thì các đồng chí ok. Ra đến các đồng chí hải quan thì các đồng chí lắc đầu, bảo không, phương tiện không qua được anh ạ. Thành ra là lại ra quán cà phê này ngồi nghỉ ngơi tí rồi tính tiếp thôi. Chắc là đi đâu đó chơi. Tại vì trên nhóm là vừa rồi là các bạn đi thì các bạn bảo là Mộc Bài đi không được. Nhưng mà nếu mà đi Bình Long An hay là Bình Phước thì ok. Thì hôm nay mất thời gian quá, chạy từ nhà xuống đây thì cũng không đi được. Thôi không sang được thì bay flycam một tí vậy, ngắm toàn cảnh cái khu vực biên giới này. Bắt đầu từ cái khúc đường đôi này là bắt đầu vào khu vực biên giới đây này. Và đường đôi này dài khoảng 1 cây số. Bên Campuchia không biết có đốt cái gì mà có cái cột khói cao thế nhỉ? Nói chung là vùng biên giới này vẫn nghèo nàn lắm. Nghe nói là bên kia thì có mấy cái casino thôi, chứ cũng không có gì hết. Có mấy cái nhà ngói đỏ đỏ đấy là cái khu hải quan, thế rồi là không biết casino ở đâu ấy chứ, thấy là cũng lèo tèo lắm. Bên Việt Nam thì cũng đồng ruộng thôi, không có gì cả. Đấy, trước mặt là cái chặn cửa khẩu rồi đấy.
bên Campuchia thì đường nhỏ thôi. Rồi có lẽ bay đến đây thôi, chứ vào trong kia không cẩn thận cậu lại bắn bịch một cái để rớt xuống thì thôi. Ok. Đây là thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Vào thị xã đi chỗ nào. Cầu Hùng Vương. Rất nhiều bờ kè, đang làm nhiều bờ kè lắm. Trung tâm thương mại dịch vụ Kiến Tường này, đấy. Chợ Kiến Tường. Đấy, sông này. Đây là đằng sau chợ Kiến Tường. Chợ nhỏ thôi. Chợ đêm, trên này là chợ đêm. Cơm, oh, canh cá hú và trứng. Đây là một quán cơm ở thị xã Kiến Tường. Tôi đang có mặt ở trung tâm thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Bên trái là trung tâm thương mại, một cái trung tâm thương mại khá là bề thế. Còn bên phải là một cái chợ. Chợ này là chợ truyền thống ngày xưa rồi. Đây là một cái thị xã nhỏ, có vẻ rất là bình yên. Đây là trung tâm thương mại dịch vụ Kiến Tường. Bên này là chợ này. Và đây là một con phố nhỏ của thị xã Kiến Tường. Đây là có lẽ là đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ tôi sẽ đi ra bờ sông Vàm Cỏ Tây để bay flycam để các bạn ngắm nhìn thị xã Kiến Tường từ trên cao nhé.
Tới giờ nhậu rồi. Lần đầu tiên nhậu ở thị xã Kiến Tường. Ôi dồi, rất buồn không đưa xe sang bên kia được. Đây không có bia lạnh, quán này quán nhỏ. Đây là mực xào chua ngọt đấy hả? Này chấm hả? Dạ. Nước tương à? Hay quá. Có luôn. Ủa rồi, nhiều quá nhỉ? Dạ đúng rồi. Đây là món mà tôi với bạn Bình rất thích như này. Đó là chẳng rừng thiên nước mắm. Đây, bắp xào ngon đấy. Và đây là chẳng rừng chiên nước mắm. Hai lon thôi.